Bạn có thể khai báo y tế tại nhà qua Zalo để lấy mã QR code. Cái này gọi là di biến động dân cư. Mã QR được quét bằng điện thoại đối chiếu với giấy tờ tùy thân của công dân. Sau đây là cách tạo mã QR khai báo y tế trên Zalo, tương tự như đăng ký khai báo trên cái trang mà sức khỏe chấm dân cư quốc gia .gov.vn để bạn ra vào các chốt kiểm soát dịch Covid-19 nhanh hơn. Vậy di biến động dân cư là gì? Di biến động dân cư là cụm từ nói về giải pháp mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch trên nền tảng dữ liệu dân cư quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thưa các bạn, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà tạo mã QR khai báo y tế trên Zalo. Bước 1 thì các bạn cần cập nhật ứng dụng Zalo trên điện thoại lên phiên bản mới nhất. Thì các bạn cứ cập nhật lên phiên bản mới nhất, kể là vì Zalo nó đều có trên Android và iOS. Còn các bạn nào chưa có cài Zalo thì cài đặt Zalo luôn nha. Ở bước thứ hai, tại màn hình chính của Zalo, bạn chọn tìm kiếm cơ quan công an tại khu vực của bạn. Ở đây mình cũng công an quận 4 nè, tìm luôn công an 4 nè, rồi nhấn vào quan tâm nha các bạn. Nhấn vào quan tâm. Ở bước 3, các bạn tại menu nhanh, các bạn chọn chức năng lấy mã QR khai báo y tế. Đây nè, lấy mã QR khai báo y tế. Rồi bạn sẽ chuyển qua website khai báo di chuyển nội địa. Đó, các bạn nhập thông tin vô. Bước 4, các bạn tiến hành điền đầy đủ cái thông tin ở những cái mục mà đánh dấu sao á, những phần bắt buộc nha các bạn. Và không được bỏ trống. Xong rồi các bạn nhấn gửi đi. Chờ một chút, hệ thống sẽ cung cấp cho bạn một cái mã QR. Bạn bấm tải về máy hoặc chụp ảnh màn hình để lưu lại cái mã QR để mà sử dụng. Đó, gửi đi. Bạn gửi đi nè. Nếu trong cái trường hợp á mà bạn không đăng ký được bằng Zalo, bạn có thể vào trang quản lý dữ liệu quốc gia về dân cư. Cái link này là sức khỏe.dân cư quốc gia.gov.vn để điền thông tin nha. Khi có mã QR code, bạn có thể sử dụng lại mã QR trong vòng 72 giờ đồng hồ kể từ thời điểm khai báo để tránh phải khai báo lại. Mã QR sẽ giúp các bạn ra vào các chốt kiểm dịch nhanh chóng hơn và để tránh gây ủng tắc giao thông. Các bạn có thấy cái video này có hữu ích không? Hãy để lại phần bình luận ở phía dưới và đừng quên bấm like, share giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.